ai cũng nói vậy hết, ai cũng nói thích nhìn thấy miệng tôi ăn dữ lắm á. Một công nhận không biết sao tự nhiên hôm nay gặp anh vậy ha, còn được đãi ăn nữa chứ. Chắc là có duyên á. Chắc đây là lần đầu tiên mà gặp anh mà thấy may mắn á. Nói sao? Thì anh nhớ lại đi, mấy lần trước tôi với anh gặp nhau á, thằng là xui xẻo không. Vậy là hôm nay gặp tôi được ăn nên là may mắn hả? Bây giờ cô tới trường bằng xe buýt hả? Giờ tôi đi xe buýt tới trường cũng 1 tiếng á. Giờ đi luôn chưa? À, tôi đi luôn. Để tôi lấy xe. Thôi, không cần đâu. Tôi có trạm xe buýt ở đây nè, gần đi bộ ra tôi đi xe buýt lên trường là được rồi. Thì đúng rồi, cô đi tới trường bằng xe buýt. Lấy xe của tôi đi làm mà. À, cô tưởng tôi lấy xe cho cô quái giang hả? Trời, ai thèm tưởng vậy. Vậy anh đi trước đi. Ờ, giờ tôi đi trước nha. Cảm ơn anh bữa ăn nha. Không có gì. Làm như thèm chở đi giùm lắm. Sao quặn dữ vậy ta? Đại sĩ, chút xíu nữa tôi có việc, ông dự hội thảo giùm tôi nha. Vậy hả? Bà chị tôi sắp sinh rồi, cứu bộ giùm tôi đi. Cô hội thảo nằm ở đâu vậy? Tôi bị thở tháo rồi cả ngày muốn xỉu luôn vậy đó. Thì cả nhà đang nằm la liệt hết nè. Mà hôm nay anh Quốc bị thở tháo ruột tới 30 lần luôn á. Người đó coi vậy luôn á hả? Nhắc tới ổng nữa chứ vậy. À, chết tôi rồi. Thôi thì nhiên nhắc ổng chi ổng ruột tới nơi rồi nè. Vậy thôi nha, có gì gọi nha. Có chuyện gì vậy? Tôi đang ngủ quá à, tắt vô giùm con đi đó Tài. Bây giờ này tối thui à, ở đây không có chỗ để mà đi đâu. Thôi ráng nhịn một tí xíu rồi đi. Chiều hôm trước cô bảo Tài dừng lại nhanh lên. Xin con gái hả? Chúc mừng chị ông nha. Ờ, hội thảo xong rồi, chị Sài Gòn gặp. Nhưng mà cái định vị của tôi á, nó bị hư rồi. Tôi không biết đây đang ở đâu nữa. À, thoải mái quá. Đây là đâu rồi trời? Cái gì vậy? Ủa đây mà còn có xe chạy vô đây. Là hết ta chưa? Ôi, khoan, tắt đèn. Cô My hả? À, ông sĩ hả? Ủa, cô làm gì đó vậy? Đừng bước tay. Cô làm gì đó vậy? Đừng bước tay. Làm gì đó vậy? Ôi. Nè. Tình cờ thiệt luôn ha. Hẳn là tình cờ. Hoàng gia có. Hoàng gia gì đâu. Đâu phải lần đầu đâu, lần thứ hai mà. Thì lần thứ hai thấy bộ dạng khác người cô như vậy đó. Ý tôi nói á là trên đường á mà gặp cô mà cô vẫn bị vậy ha. Ừ, tôi làm vậy đó, được chưa? Nhưng mà đâu phải tôi muốn đâu. Tại vì bất khả kháng chứ bộ. Cũng đâu phải ai muốn ngoài đường kiếp tắp vô xong rồi có những cái như vậy ở ngoài đường đâu. Vừa lòng anh chưa? Không phải, hiểu lầm rồi. Ý tôi nói á, là trên đường vẫn gặp được cô, nghĩa là tình cờ đó, chứ đâu có ý kia đâu. Ý anh là vậy hả? Ờ. Ừ, cũng tình cờ mình gặp nhau ghê. Mà tôi thấy vậy là hên á. Tại vì cái định vị của tôi bị hư. May mắn là gặp cô. Cái đường này cô đi hàng ngày đúng không? Chắc là cô rành đường đúng không? Thật ra thì đi hàng ngày nhưng mà lên xe buýt là ngủ thôi à. Cho nên cũng không có rành đường lắm đâu.
Út, sao có chai rượu đây vậy? À, người nhà bệnh nhân tặng á. Dạ. Cô thích lắm hả? Thích thì lấy đi. Đâu có, coi thôi, để anh uống chứ. Không sao đâu, tôi đâu thích uống rượu đâu, cô không rành gì rượu nữa. Cô thích thì lấy uống đi. Thiệt không? Vậy tôi giữ nha. Để cho rồi á, đồ tôi trả lại đâu à. Xe bị gì vậy? Chắc là chết máy rồi. Bị gì vậy? Ờ, xe tôi bị chết máy. Ở đây hả? Ở đây tôi không biết ở đâu nữa. Ờ, trong khoảng từ Bình Dương lên Sài Gòn á. Để tôi nhìn lại. Anh này nói thiệt, tôi không biết ở đâu luôn á. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Người ta nói sao rồi anh? Họ nói á, là cho xe tới liền. Mà không biết có tới được không nữa. Lạnh quá lạnh rồi. Thôi, vô xe đi, cho nó ấm nha. Ừ, chờ người ta tới cũng được. Bị gì vậy? Chết rồi, tôi để chìa khóa trong nắp capo đóng lại rồi. Hả? Bây giờ không mở lên được hả? Không mở được. Không được, phải mở trong kéo ra mới được. Đây ấm lắm nè. Ê, qua đây nằm đi. Còn chỗ nè, không cần đặt trước đâu. Vậy vẫn nghĩ ra được hay quá vậy. Thôi, cứ nằm đi. Ấm thiệt á, qua đây đi. Nằm đi, tôi không dành cho cô đâu, cứ nằm thoải mái đi. Anh Sĩ, chụp nè. Nè, tôi không cần. Tôi không cần áo anh nữa đâu, tôi có cái này rồi. Ấm quá. Sao mà mình xui dữ vậy trời. Anh Sĩ ơi. Hả? Máy hết ấm rồi. Đứng đây hồi sương xuống chắc trúng gió luôn á. Anh coi coi sao xe lâu tới quá vậy. Ờ, tại vì không có địa chỉ chính xác cho nên người ta mới lâu vậy đó. À, nếu cảm thấy lạnh á, có chai rượu nè, uống vô đi cho đỡ cho nó ấm. À, quên nữa, mình có chai rượu mà. Ờ. Ừ. Anh uống đi. Tôi biết bây giờ mà uống rượu vang á thì hơi kỳ nhưng mà hoàn cảnh rồi, uống đi cho ấm. Thôi cô uống trước đi. Thôi anh uống trước đi. Cô uống trước đi. Không có sáo nha. Cô uống rượu với uống nước lạ vậy ha. Hết rồi. Sao hết chai rượu luôn rồi mà vẫn không hết lạnh vậy? Đứng đây hồi xương ngắm nó chắc chết rồi. Ờ, cô lái chịu lạnh xíu nha. Chắc xe cũng tới rồi đó. Ờ, hay là cô mặc áo khoác của tôi nè. Không, không còn đâu. Sao vậy? Tôi mặc áo khoác anh cũng chết vì lạnh nè. Ờ hả? Ờ, vậy hay là hai đứa mặc chung đi. Hai đứa mặc chung đi. Sao mặc chung được? Được chứ, nè. Ờ, tôi xỏ tay ra đây nè, cô xỏ tay ra kia vô. Cô thấy có đỡ lạnh hơn không? Vậy mình phải chuyển lại đi. Chuyển lại. Đổi tay đi. Cái gì mà tình linh
Rồi á. Đó. Rồi, cảm ơn chưa? Tôi nói cho cô biết, y học đã chứng minh khi hai cơ thể đang lạnh mà đứng lại gần nhau, sát nhau sẽ tỏa nhiệt, làm cho cơ thể ấm hơn đó. Thiệt không? Tôi là bác sĩ, tin tôi đi. Nhưng mà thấy vậy không biết vui có bị mất duyên không trời? Chắc một mình cô mất duyên chứ. Còn tôi thì không.